Hello, chào anh em. Vâng, thì hôm nay mình có những chiếc iPhone 12 full box ở đây, anh em có thể nhìn thấy nhá. Phải nói thật với anh em là lâu lắm không làm clip cho anh em bởi vì đợt vừa giờ bận quá. Bây giờ mình khá đông khách mà cửa hàng thì dịch dã là anh em cũng không có nhiều người làm, thế là mình không thời gian để làm clip cho anh em được. Thì vì sao lần này mình làm clip? Bởi vì đợt này mình về rất là nhiều cái sản phẩm iPhone 12 này luôn. Full box mà giá nó rẻ lắm, giá của nó chỉ bằng máy cũ thôi nhá. Giá nó chỉ bằng máy cũ thôi. Đó, đấy là điều đặc biệt. Thế là mình bán cũng tương đối nhiều rồi, về đủ màu, nhưng mà bán hết tất cả các màu rồi, chỉ còn đen và trắng thôi. Thì ngày hôm nay có một bạn ở trong Nghệ An, bạn điện thoại bạn hỏi mình. Thế là mình thấy khá là thú vị mà chiều hôm nay thứ bảy à, chủ nhật nữa rảnh, thế là mình làm clip luôn. Đó, thì đây là những chiếc iPhone 12 mà mình cầm từ Nhật Bản về. Vâng, thì mình cầm từ Nhật Bản về. Và giá nó là máy mới 100%. Cắm vào bao tun là số lần sạc là 0. Và nó lại rẻ bằng máy cũ, bởi vì một điều là khi mình qua hải quan mình khai báo, mình đóng thuế các thứ mình cầm vào ấy, thì mình phải kích hoạt. Mình nói thật với các bạn là vậy, mình phải kích hoạt đó để mình khai báo, thì nên nó bị kích hoạt rồi. Thì mình cầm những con này về tầm khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa rồi thôi đó, kích hoạt mới chỉ được có vài ngày thôi đó. Thế nên là mình bán rẻ chỉ bằng máy cũ thôi. Cụ thể nhá, hôm bây giờ nó là tháng 3 của năm 2022, máy mới chính hãng Việt Nam nên mình cũng đang bán giá khoảng 17.7 triệu, đúng không? Là máy mới chính hãng Việt Nam kích hoạt nhá. Còn những chiếc máy này thì mình bán chỉ có là 14.250 triệu thôi. Đó, anh nghe giật mình không, 14.250 thôi, có nghĩa là rẻ hơn so với máy Việt Nam là 3.5 triệu. Đó, mà những cái máy này ấy, bây giờ cũng y hì xì như máy Việt Nam rồi. Ngày xưa anh em dùng máy Nhật thì nó không tắt âm chuẩn ảnh bởi vì bên Nhật nó cấm chụp trộm, nhưng bây giờ chúng ta về Việt Nam, chúng ta lắp SIM Việt Nam vào lên IS15 nhé, và chắc chắn là những chiếc máy đều IS15 hết rồi bởi vì đời mới mà. Đó, chúng ta lắp SIM vào nó sẽ tự động chuyển sang Việt Nam và chúng ta sẽ tắt âm chụp ảnh. Đó là điều đặc biệt của chiếc máy này, là chúng ta sẽ hoàn toàn là không bị vấn đề về âm chụp ảnh nữa, nên là chẳng khác gì với Việt Nam. Nhưng mà một cái vấn đề này thì mình làm clip mình giới thiệu để mình bán hàng một phần thôi, nhưng thực ra mình làm clip ấy để cho anh em cách nhận biết, bởi vì nhiều anh em bây giờ đi mua hàng không biết, chỉ cần biết iPhone 12 mới thôi và anh em phải bỏ ra số tiền rất là lớn. Ví dụ như là bây mình bán 12 chính hãng là 17.5 triệu, 17.7 triệu, nhưng mà giá niêm yết của hãng thì bây giờ ở Di Động hay các nơi khác lớn lớn ấy thì vẫn là theo giá niêm yết của hãng, thì nó bây giờ khoảng 18-19 rồi đấy đó. Mà nếu anh em mua phải những chiếc máy này với giá 18-19 thì thiệt cho anh em quá đó. Thì chính vì vậy là hôm nay mình sẽ phải làm clip để anh em nhận biết thế nào là iPhone mới chuẩn và thế nào để anh em mua được máy mà chuẩn nhất, đúng không? Đó, thế là mình phải làm hướng dẫn cho anh em cái clip như vậy. Thì việc đầu tiên nhé, thì tất nhiên là khi mua máy thì ta đều nhìn về hộp, đúng không? Đó, đây là những chiếc hộp của chiếc iPhone 12 mà Nhật Bản mình nhập về. Rất là tiếc, phải nói thật một điều rất là tiếc, khi mà iPhone 12 máy chính hãng mình vừa bán hết xong, thì khi bán hết là còn nhiều máy này quá, anh em mình chưa nhập về kịp để làm clip cho anh em được. Ngày hôm nay thì mình hai con mình phải làm. Thế là mình có một con 11 để mình giới thiệu sơ qua về cái em cũng giống như 12 thôi, chỉ có điều khác một thôi cho anh em xem, và một con 13. Đó, thì đây là một con 11 mình cũng làm mới chính hãng luôn nha. Đó, và đây là con 13 mới chính hãng này. Đã bóc cái túi bảo vệ bên mình ra, bởi vì mình rất là cẩn thận, bọc hàng hóa rất là cẩn thận luôn. Đó, đó, để anh em nhận biết nhé. Thì đầu tiên hiện tại mình chỉ còn đen và trắng thôi, chúng ta sẽ nhìn vào hộp nó như này. Tất cả những cái hộp máy Nhật Bản về ra phần đã bị bóc siêu rồi, mình bóc siêu và mình sẽ không đóng lại. Chứ thực ra đóng lại siêu rất là dễ thôi, mình đã từng làm clip iPhone 13 anh em xem rồi, đúng không? Đó, còn siêu 12 xịn thì nó như này này. Siêu của 12 xịn ấy thì nó sẽ giống hệt siêu của 11. Có nghĩa là nó sẽ có một cái tem mũi tên ở dưới này. Cái tem này niêm phong này, cái tem niêm phong này là của bên công ty mình nhé, chứ không phải là tem của ấy đâu. Đó, thì nó sẽ có một cái siêu mà đi lông dạng như này này. Đó, dạng gấp như này. Và có mũi tên xanh này, có nghĩa là nhấc lên để chúng ta mở siêu. Thì iPhone 12 cũng tương tự như vậy nhé. Nhưng những chiếc máy của Nhật Bản này về thì không có siêu và mình không đóng lại, mình để nguyên như vậy thôi. Đó, thì là chúng ta nhận biết được qua cái vấn đề là siêu như vậy. Thì trên siêu của 12 nó sẽ ghi là iPhone 12 như thế này. Đó, còn Nhật Bản thì chữ G đây. Đấy, và tem của Nhật Bản thì toàn chữ Nhật đây. Đó, đó là cái điều chúng ta nhận biết hàng Nhật, tí mình sẽ chỉ chi tiết hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua về hộp trước. Thì thứ nhất là iPhone 12 nó rất là nhiều màu, đúng không? Thì ở đây mình có đen này và trắng này, đúng không? Đen và trắng này. Nó còn có màu xanh này, màu xanh ngọc này, màu xanh dương này, màu xanh màu xanh ngọc xanh dương, màu tím này, màu đỏ. Đấy, rất là nhiều màu đấy, thì anh em phải ở trên hộp nó in màu hết rồi. Thì iPhone 12 nó khác iPhone 11 và iPhone 13 cái là nó in mặt trước của máy chứ không in mặt sau nhé. iPhone 12 là in mặt trước. Đấy, anh lưu ý là iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max đều in mặt trước của máy. Đó, nhưng 11 là in mặt sau này. Chúng ta có thể nhìn thấy iPhone 11 là mặt sau, hai camera xếp dọc và có bo tròn ở góc, đúng không? Đó là iPhone 11 đây, bo tròn ở cạnh này. Đó, iPhone 13 cũng in mặt sau. Đấy, ví dụ trước này máy màu hồng nhỉ? Đấy thì nó in mặt sau, hai camera chéo này là iPhone 13 và siêu iPhone 13 đấy khác rồi nhá. Siêu iPhone 13 là phim giấy rồi, đúng không? Đó, và iPhone 12 thì nó in mặt trước thì màu nào nó sẽ là màu đấy. Ví dụ nhá, là anh em mua một chiếc màu trắng thì đây này, cái viền của nó sẽ là màu trắng. Tí mình sẽ bóc chiếc máy này cho anh em nhìn bên trong như nào. Còn đây là chiếc màu đen thì cái viền là màu đen nhá. Còn ví dụ nhá, ở đây mình có một số cái hình ảnh demo.
đây là hộp demo thôi, phải không, không phải hộp xịn nữa nhá. Hộp này để làm demo ở trưng bày số thôi. Nhiều người người ta sẽ dùng hộp này, người ta đóng lại máy cũ, anh em không biết đâu. Đó thì ví dụ đây là màu xanh này, đó thì bên cạnh màu xanh đó, màu đỏ thì cạnh nó sẽ màu đỏ này. Đó em nhìn nhá, đây màu hai. Còn ví dụ như màu xanh ngọc thì cạnh sẽ màu xanh ngọc, còn màu tím thì cạnh sẽ là màu tím. Đó, mình một hộp màu tím thì hết rồi. Đó, cái này nó rất tiếc không cho anh xem được, nhưng là có những cái màu như thế thì khi anh em đi mua máy thì anh em cần nhận biết đúng màu máy như nào, thì hộp đúng màu như thế. Thế nhiều trường hợp anh em mua ví dụ như là cái này màu đỏ như này, nhưng bóc bên trong màu trắng mà anh em không biết thì nó đang bị lừa. Đó, và hộp nhái, hộp fake em đây. Ví dụ ở đây là mình là cái này, hộp này là hộp fake này. Mình sẽ bóc cái trưng bày cho anh em xem đây. Ví dụ nhé, là hộp fake này. Đó, thì chất liệu chắc chắn nó sẽ không bằng hộp xịn được. Đây, nói đơn giản thôi nhá. Cái màu sắc này và cái độ chắc chắn không bao giờ bằng hộp xịn được. Đấy, đây là hộp fake này, đây là hộp xịn này. Hộp này chỉ để trưng bày ở shop thôi, mình chỉ để trưng bày thôi chứ còn, hoặc là sau này anh em mua máy cũ, nhiều khi anh em tặng quà mình sẽ tặng lại cho cái hộp này anh em đựng. Đó. Đó, thì là những cái hộp ví dụ như màu, cái màu của máy và cái màu của táo giống nhau nhé, cái màu của chữ vậy này, đây này, đỏ này, đỏ đỏ này, đó, thì cái màu đấy anh cũng nhận biết là màu xanh chẳng hạn này, táo chữ xanh này, hay màu xanh này này, đó, đó, màu bạc thì nó sẽ là màu trắng, nó sẽ là màu bạc này, đó, hơi ngả vàng, tí mình bóc con này cho anh xem, đấy thì cái hộp fake nó không bao giờ xịn bằng, đấy, còn đằng sau nha, hộp fake tất nhiên là không có thông tin gì, người ta sẽ in những thông tin này người ta dán vào được, người ta sẽ in những thông tin này người ta dán vào được, nhưng cần nhận biết hộp fake nó rất là ọp nhỉ. Đó, không chắc chắn như hộp xịn là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ấy, là chúng ta sẽ nhận biết về thị trường. Nhận biết thị trường như nào? Ví dụ nhé, đây là những chiếc máy mình nhập Nhật Bản. Tất chắc chắn một điều là có, sẽ có chữ Nhật ở đây, đúng không? Nếu máy nhập từ Mỹ sẽ là Mỹ, còn Việt Nam đó sẽ là Việt Nam nhá. Việt Nam sẽ có tiếng Việt và tiếng Anh rất đầy đủ và chi tiết đây. Ví dụ như bao gồm sản phẩm iPhone 11 và cáp USB-C Lightning, bộ tích hợp nguồn và tai nghe được bán riêng, có nghĩa là nó ghi rõ là không có củ sạc và tai nghe. Sẽ bán riêng, hỗ trợ các công nghệ như là UMTS hay là TIA này. Đấy, ví dụ như con này nó sẽ có 5G này, hỗ trợ toàn tiếng Nhật, dịch ra IC tiếng Việt vậy thôi. GPS này, UMTS, LTE 5G này, iPhone 13 này, iPhone 13 đây. Đó, và 5G nhá. Đó, băng tần 6. Tương tự như vậy thôi. Đó, Nhật nó phải là Nhật. Đó, chữ Nhật. Tiếng Anh bên dưới chỉ là phụ họa thêm thôi. Chữ Việt Nam nó phải là Việt Nam như này. Đó, khi mà chúng ta mua hàng chính hãng của Việt Nam thì nó phải là chữ Việt Nam. Hàng của Nhật nó phải là chữ Nhật, hàng của Mỹ nó phải là tiếng Anh, hàng của Hàn Quốc nó phải là chữ Hàn Quốc, hàng của Hồng Kông nó phải chữ Trung Quốc. Cái khi mà chúng ta mua chúng ta phải nhận biết như thế. Chứ nếu mà người ta quảng cáo là đây là hàng Việt Nam nhưng hộp là Nhật hay hộp tiếng Anh là không phải. Đó, khi anh em nhận biết như thế nhá. Hôm nay mình không nói tập trung vào hàng Việt Nam mà mình chỉ nói về cái hàng này để anh em nhận biết khi mua chúng ta không phải mua đắt. Thế thôi nhá, mình sẽ bỏ cái này mà bên. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Cái nhận biết về hộp như vậy này. Đó, và khi mà chúng ta nhìn kỹ số ở dưới này sẽ có email, bên trong sẽ phải trùng cái máy. Chúng ta có thể nên check email luôn trước khi chúng ta bóc ra để chúng ta xem biết là nó có bị kích hoạt hay không. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách check email nhá. Đó, cách check để xem bị kích hoạt hay không. Tất nhiên là khi chúng ta đi mua chúng ta sẽ có một cái smartphone khác và được kết nối wifi đúng không? Đó, ví dụ ở đây mình có con Note 20 Ultra này. Hiện tại Note 20 Ultra mình về rất là nhiều rồi, bán nhiều rồi mà chưa thời gian làm clip cho anh em được. Cách mua ai Note 20 Ultra cũng rất là dễ thôi. Đó, nhưng mình sẽ hứa anh em là khi nào mình có đủ máy các màu thì mình sẽ làm. Còn bây giờ chưa có nha. Thì cách check bảo hành rất dễ thôi, chúng ta sẽ check được thời gian kích hoạt hay không. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ có một chiếc máy mà chưa kích hoạt và một chiếc máy kích hoạt rồi nhá. Thì bây giờ là chúng ta kết nối wifi này. Và sau chúng ta cái này thì mình hướng dẫn nhiều rồi nhưng mình vẫn làm lại nhá. Chúng ta sẽ vào wifi vào trong app là chúng ta ghi là check iPhone và nguyên trang chủ của Apple ấy. Đó. Check iPhone nhá. Đây vào đây này. Đó, chúng ta vào ngay trang chủ này. Đây bao giờ mặc định sẽ là tiếng Pháp nên chúng ta chuyển sang tiếng Việt đi cho nó dễ đọc nhé. Đó, chúng ta sẽ nhập số seri vào, số seri từ đây này. Đó, iPhone 13 đây, iPhone 12 mà mình đang giới thiệu đây. Đó, số seri nhá. Đây mình sẽ check cho 13 trước này, là hàng chưa kích hoạt nó sẽ như nào và hàng kích hoạt rồi sẽ như nào nhá. K6K C6X PQ3C. Gói captcha này mới là khó. P Q 3 C 6 V 3 G. Đây này, ví dụ nhá, ví dụ như sản phẩm này
chưa kích hoạt thì nó sẽ ghi là vui lòng kích hoạt thiết bị của bạn. Đây là hoàn toàn máy mới chưa kích hoạt hệ thống luôn, mới 100% chuẩn như thế nhá. Còn những chiếc máy của mình ấy, nếu anh đi mua nhá, mà người ta bán 17 triệu 18 triệu mà em kích hoạt giống như của mình như này, đây là mình sẽ kích hoạt anh em xem. Bởi vì những chiếc máy này mình qua cửa khẩu là mình phải khai báo, mình đóng thuế đàng hoàng, mình đi đàng hoàng luôn, mình khai báo thì chắc chắn là mình phải kích hoạt rồi, chứ mình không thể mà đi chui lủi bán lậu về thì mình không phải kích hoạt. Thì đây mình đi đàng hoàng mình phải kích hoạt nhá. Đó, mình phải nhấn mạnh anh em là như vậy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con này cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ kiểm tra một con khác đi, xem cái ngày con này là mình nhớ là cuối tháng 2, còn con này mình sẽ cho anh em xem là ngày nào. Đây, bởi vì mình về mấy đợt, mỗi đợt mình cầm một hai con về thôi. Đây này, đó, thấy nhiều chưa, có tích xanh chưa? Đó, thì đây có một ngày mua hợp lệ bởi vì mình mua chuẩn mà. Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ điện thoại đến ngày 3 tháng 6 của năm 2022. Có nghĩa là hỗ trợ online ấy, qua điện thoại ấy. Đó, đây này, tìm hiểu thêm, liên hệ hỗ trợ để biết được thời gian kích hoạt. Thì thường thường những cái này là dịch vụ sẽ giới hạn tùy chọn theo quốc gia. Hiện tại mình đang không check được con này, nhưng mà mình sẽ cắm máy tính mình kiểm tra được thời gian bảo hành. Nhưng mà anh em biết là 3 tháng 6, nghĩa là trong vòng 3 tháng thì con máy này nó kích hoạt vào ngày 2 tháng 3 còn năm 2023 đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thêm con nữa nhá. Những con nào mà đã có nhiều tích xanh như này ấy, thì chắc chắn một điều là nó giống như con của mình thôi. Thế nên khi anh em đi mua máy ấy, mà như thế này thì anh em chỉ mua bằng giá máy cũ nhá, như bên mình bán thôi nhá, chỉ tầm 14 triệu thôi. Đó, bây giờ là giữa tháng 3, còn nếu mà sau này nó còn rẻ hơn, đó, mình nói thật là như vậy. Lâu lâu thì sau này iPhone 14 nó ra thì chắc chắn là chỉ tầm 10 triệu thôi. Đó, bây giờ thì nó tầm 14, nhưng mà sau này thì có thể nó sẽ rẻ hơn. Thế nên là anh em mua những chiếc máy mà giống của mình đang hướng dẫn này mà anh em mua đến 17 triệu, 18 triệu, thậm chí là 16 triệu thì vẫn là đắt. Đó, mình phải khẳng định với anh em như vậy nhá. Đây xem nào. Đó, thử xem lại tiếp con này nào. Có sai số nào đây? DX3H90X50F01DC, gọi nhầm DX. Đây. 84CT. Đây này. Đó, ví dụ cho con này hạn nó hiện đầy đủ thông tin nhá. Bởi vì là nó sẽ không bị giới hạn quốc gia. Con này là mình sẽ bảo hành được đến tháng mùng 6 tháng 3. À bây giờ mùng 6 tháng 3, mùng 6 tháng 3 của năm 2023. Có nghĩa là con này mình kích hoạt vào ngày mùng 5 tháng 3 của năm 2023, có nghĩa là chỉ tầm khoảng hôm nay nó là 20 thì chỉ tầm khoảng chục ngày, hơn chục ngày thôi. Đó, thì nó là như vậy. Đó, chính vì vậy mà siêu đã bị bóc rồi, mình không đóng lại nhá. Bây giờ mình bóc siêu cho anh em xem. Đây là màu trắng nhá, mình sẽ bóc màu trắng ra này. Đây cái này nhá, cái này là cái mà mình dán để bảo vệ cho máy khi mình để trên tủ không bị bẩn, để cho nó đẹp. Mình bán từng con máy đi mình rất là nâng niu, rất là cẩn thận. Đó, thế khi anh em mua máy thì mình hoàn toàn yên tâm đúng không? Đó, đây. Mình bọc cẩn thận lắm để cho cái hộp nó sạch mà. Đây nhá, ví dụ như cái con này nó hộp màu trắng nó rất dễ bị bẩn luôn. Đây mình mới để ra ngoài một tí này. Em nhìn thấy nó đã bẩn bẩn rồi này. Đó, nhưng mình phải giữ nó đẹp như thế này. Đó, tí mình sẽ phải đóng vệ sinh và mình sẽ đóng lại, bọc lại nhá. Bây giờ mình sẽ bóc cho anh em xem, đây là màu đen nhá. Đây này, bóc ra thì nó cũng chẳng khác gì một chiếc máy máy nguyên siêu anh em mua cả. Đây. Đó, em nhìn thấy không? Màu đen này. Đây nha, phụ kiện quần nguyên zin nhá. Đây mặt trước mình phải bóc ra, mình kích hoạt rồi đúng không? Đó. Nhưng mình lại để lại như cũ thôi. Đó, màu đen như này này. Đó, khi anh em mua máy phải mua chuẩn như vậy, xem kỹ xem có bị xước không. Đó, bị xước thì chắc chắn là sẽ rẻ tiếp đi được, đúng không? Bị xước không? Đó, anh nhìn nha. Bây giờ mình sẽ bóc màu trắng nha. Đây, bóc cái màu trắng này. Tí mình sẽ kích hoạt và mình sẽ biểu diễn khả năng tắt âm chụp ảnh của nó cho anh em xem. Đây, màu trắng nha. Đó, màu trắng nó sẽ hơi ngả hồng này, anh nhìn nha, rất là đẹp. Màu này dành cho các em phụ nữ, chị em phụ nữ tuyệt vời luôn. Nó không phải là trắng hẳn mà hơi trắng ngà vàng, hơi ngà ngà sang màu vàng gold một chút xíu. Rất là đẹp luôn đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt màu đen thử nhá. Đây này. Đó, thì cái này mình đã dán lại được như cũ thôi. Những cái máy này cũng không khác gì máy cũ, mình bán rẻ mà. Thế nên là mình cứ kích hoạt thử một con cho anh em xem. Đó. Anh nhìn rất đẹp nhá. Đó, mình cả mình sẽ cắm máy tính nữa, mình sẽ cắm máy tính để cho anh em xem cái số lần sạc của nó bao giờ cũng sẽ là không lần sạc. Chắc chắn một điều như thế luôn. Đó. Đây này, cái chân sạc nó còn mới nguyên này. Đó, cái chân sạc nó còn mới nguyên, không có vết luôn. Đây nhá, như con này này, bởi vì ra cắm lần nào đâu. Đó, chân sạc nó còn mới nguyên này, còn đẹp, màu trắng thì dễ lắm.
màu trắng thì dễ vô cùng luôn. Đó em nhìn nhá. Đó. Chân sạc của mình nguyên luôn. Đây trong cái này nhá. Trong cái này bao giờ nó sẽ có một cái sticker này. Đó. Hàng phách lại nhưng hộp kia nó không có này đâu. Hộp kia nó chỉ có mấy cái tờ giấy này thôi chứ không sticker đâu. Đây này. Hàng mấy hộp phách này là mình mua mình để ý như thế. Nó không có sticker luôn. Đây mà mở nó khó lắm. Đây. Đấy. Cũng có cái đọc sim đàng hoàng. Cũng có cái giấy tờ đàng hoàng nhưng mà tất nhiên là không sticker rồi. Đấy. Đây là hộp chỉ để trưng bày thôi. Cái đọc sim nó lỏng lắm. Cái đọc sim hàng xịn nó như này thôi. Cái đọc sim hàng xịn nó khác hẳn luôn. Đó. Cái đọc sim của này trông nham nhỏ hơn xịn này. Đó, khi đi mua máy chúng ta cái này cũng là cách nhận để chúng ta nhận biết được đấy. Đây nhá, cái túi đựng nhá, cái túi đựng của cái hàng xịn là anh em nhìn nhá. Các bạn nhìn nhá, đấy là phẳng như này mà. Còn hàng lỏm nhìn này. Lông ca lông côm luôn. Đó. Cái chữ in nó vậy. Nét mảnh, đẹp. Hàng xịn nó phải như thế, đằng sau nhá. Nét mảnh này, đẹp, rất đẹp luôn. Đó, còn giấy tờ sử dụng bên trong này, hàng Nhật nhá. Hàng Nhật này, đúng chữ Nhật chưa? Hàng Nhật tất nhiên là người Nhật phải hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật thôi. Đó. Thậm chí còn cửa tiếng Anh cũng không có luôn, nó chỉ có tiếng mỗi tiếng Nhật thôi. Đây còn hàng ngoài thì bao giờ nó sẽ là in tiếng Anh, hàng phách bao giờ nó sẽ in tiếng Anh. Hộp phách ấy, bao giờ nó sẽ in tiếng Anh. Còn Việt Nam nó có cả tiếng Việt nhé. Việt Nam nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Chắc chắn đấy. Mình không dám bắt con hàng chính hãng Việt Nam ra cho anh xem được bởi vì nó là mới xịn mà mình sẽ không đóng lại. Thế nên mình không muốn bắt. Mình nói thật là như thế nhá. Đây mình bỏ đúng cái ấy vào nó vào. Đó, hàng chuẩn nhá. Đây bây giờ mình sẽ kích hoạt thử con này cho anh em xem này. Và mình sẽ cho anh xem là cái khả năng tác động chuẩn như nào. Bởi vì con này thực tế là kích hoạt rồi, thế nên mình không ngại vấn đề này. Đây phải nói thật anh em như thế nhá. Thực tế là kích hoạt rồi. Đó. Kết nối wifi này. Địa chỉ bên mình là 170 Lạch Tray cũng là mật khẩu wifi luôn. Đó. iPhone 12 thì nói gì thì nói nó vẫn là cái đẹp. Mình thích cái thiết kế vuông này. Mình đang lùng mua một con iPhone 12 mini. Và hơi hiếm. Bởi vì mình không thích to lắm, dùng máy to nhiều quá chán. Màn hình của iPhone 12 đẹp hơn iPhone 11 đấy nhá. Rồi ok. Xem cái máy nào. Đây này. Ok chưa, hàng Z nhá, hàng Nhật nhá. Chuẩn nhá. Đó. Hàng Nhật này. Đây này. Ở bên dưới này nó ghi hết đầy đủ này. Em nhìn nhá, hàng Nhật nhá. Modem sẽ là A2402 này. Đó, số C-Ember trùng này. Số email ở dưới này trùng này. Đó, dùng được hai SIM luôn nhá. Dùng một eSIM và một SIM thường giống như hàng Việt Nam luôn. Không có gì khác biệt cả. Đó, đấy là lý do vì sao anh em nên mua những chiếc máy này. Rẻ hơn được mấy triệu mà chẳng khác gì hàng Việt Nam cả, đều không lần sạc mà. Nó cái thời gian kích hoạt thì không quan trọng bởi vì bên mình để bảo hành 12 tháng. Đó, chúng mua điểm A đó, cái A thì máy cũ hay máy mới đều mình hướng dẫn rồi. Chọc cái khai SIM ra, nhìn phía bên dưới, nó cũng sẽ có modem ở dưới đó, ok nhá. Đó, thì bây giờ mình cho anh em xem là vì sao hàng Nhật ngày xưa nó lại được kén người dùng như vậy. Bởi vì như này, bọn Nhật nó biến thái. Bây giờ nó biến thái, nó cấm chụp ảnh trộm. Thôi, thực ra mình toàn dùng thiết bị của Nhật này. Đây mình đang có một dàn loa của Pioneer Nhật nhá. Đó. Đây, bật live photo thì nó không bị kêu, đúng không? Đó, anh em nhìn nghe chưa? Đây nhá, tắt đầu chụp ảnh này, vẫn kêu bình thường. Đó, đấy là cái hạn chế của máy Nhật nha. Nhưng bây giờ thì không sợ nha. Đây, xem US xem nào. Xem nào, xem US bao nhiêu nha. Đây nào. Cái 15 nha, bây giờ mình sẽ lắp SIM Việt Nam vào. Nó sẽ tắt đồng như vậy, ok nha. Đấy nha, mình sẽ chọc SIM và lắp SIM Việt Nam. Rồi anh em xem khả năng tắt đồng chủ ảnh khi lên 15 của những máy Nhật và máy Hàn nha. Đây này, cái số modem thì nó sẽ in ở trên này này. Khó nhìn lắm, nhưng mà nếu anh em nhìn kỹ nó sẽ in modem ở đây. Đấy, anh em nhìn trắng trắng không? Thấy nó có trắng trắng này, này. Đó, là cái in modem ấy, cái mà đằng sau ghi đằng sau cái hộp này. Đó, bây giờ anh em có thể thấy nhá. Kêu nhá. Đây cả tắt được nó kêu nhá. Đó, nhưng khi lắp SIM của Việt Nam vào nhá. Đây là SIM của Việt Nam này. Đó, cái điều thú vị của những chiếc máy của Nhật và Hàn cho iOS 15 là như vậy. Thế là chúng ta hoàn toàn chúng ta không ngán vấn đề gì cả khi chúng ta dùng máy Nhật và máy Hàn, đúng không? Đây. Gạt lên nhá. Vẫn kêu, nhưng tắt đi như máy Việt Nam chưa? Tắt đi nhá. Đó, hết kêu. Đó, điều kỳ diệu không? Đúng không? Lắp SIM Việt Nam vào, tự động nó sẽ hiểu chúng ta đang ở Việt Nam. Và ở Việt Nam sẽ cho phép chụp ảnh không cần tiếng. Đó, bởi Việt Nam không biến thái. Đúng không? Việt Nam chỉ xem GAV thôi, chứ Việt Nam không bị biến thái nên không sợ vấn đề bị chụp trộm. Đó, bây giờ người ta cũng thông minh lắm. Đó, hoàn toàn tắt được. Gạt lên thì vẫn kêu.
là xuống thì tắt được. Đó, thế nên chúng ta đâu ngại vấn đề máy Hàn hay máy Nhật đâu. Thì mình rất là tiếc một số ngày xưa khách hàng của mình mua những chiếc máy này, và mua những chiếc máy iPhone 12 Pro mà của Hàn Quốc mình nhập về rẻ lắm, hồi đấy mình không kịp làm cái clip luôn. Bản Pro mới cũng kiểu kiểu như thế này này, mình bán đâu có 21 triệu. Và khách hàng mua về sau khách hàng bị kêu, khách hàng phải quay lại, mình phải nhập lại khách hàng ra máy cũ, mình tiếc ơi là tiếc luôn. À ra máy lướt ấy, tiếc ơi tiếc luôn, bởi vì hồi đấy mình không biết là lên Windows 15 nó sẽ tắt đồng chủ ảnh. Nhưng về sau có một người bạn bỏ mình là Windows 15 nó tắt đồng chủ ảnh rồi, mình cũng biết nhận ra cái việc này. Thế nên bây giờ không có giới hạn gì giữa máy Nhật, máy Mỹ, máy Hàn hay máy Việt Nam, bởi vì đều như nhau hết rồi. Thế nên anh em cần thì anh em có thể phải mua nhá. Đó thì mình giới thiệu với anh em cái xe máy là như thế thôi. Mình một mục đích đầu tiên thì mình cũng phải nói thật với anh em là mình muốn quảng cáo là mình có những chiếc máy Nhật mới và rẻ như máy cũ, giá chỉ bằng máy cũ thôi, để cho anh em có thể mua được máy rẻ. Cái thứ hai là mình muốn cảnh báo anh em, nếu anh em đi mua máy iPhone 12 mới, anh em có sẵn sàng, anh em có tiền để anh em mua máy chính hãng, thì anh em cũng biết cách để anh em chọn làm sao để chúng ta mua không bị lừa, không bị người ta bán những chiếc máy như thế này và mới mức giá là 17-18 triệu, đúng không? Và cái thứ ba nữa để cho anh em nhận biết được là máy Nhật chuẩn là như thế nào, và máy Nhật nó không hoàn toàn không khác với máy Việt Nam như thế nào, và những chiếc máy này nó quá là rẻ, nó quá là hở luôn, giá 14 triệu như máy cũ nhưng nó là máy mới chuẩn 100% như nào như thế. Đó là hy vọng anh em xem clip và là hiểu cho mình nhá. Đó thì ngày nay mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Anh em xem clip này và anh em muốn mua hàng ấy thì anh em có thể là vào cái đường link để mô tả nhá. Thì giá hiện tại mình vừa báo anh em là 14.250, đây là giữa tháng 3 của năm 2022. Sau này thì nó sẽ rẻ hơn. Thế nên anh em có vào đường link phía dưới phần mô tả để anh em cập nhật giá chi tiết nhất. Đó, máy này thì bên mình bảo hành là 12 tháng đầy đủ giống như ở hãng thôi. Đó, một đổi một trong vòng 30 ngày đầu. Lỗi thì mình báo cho anh em một mới luôn. Gửi anh em còn mới luôn. Anh em ở xa thì là 4-5 ngày nhé. Đấy, để mua cái sản phẩm này thì mình nói lại anh em vào website mình vừa mô tả rồi. Mời em ở trong VN hoặc là dưới đường link mình để mô tả ấy. Và hoặc là anh em gọi điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0225 652 6789, hoặc là anh em có thể inbox vào Facebook bên mình là MM điện thoại siêu rẻ, hoặc là anh em có thể là inbox vào cái comment ở dưới video này. Đó thì số điện thoại này mình sẽ liên hệ lại và báo giá và cũng hướng dẫn anh em cách đặt hàng online. Nhận được hàng anh em phải thanh toán, bên mình có ship COD bình thường, ship toàn quốc luôn. Đó thì ngày nay mình giới thiệu vậy thôi. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại anh em.